Các bạn thân mến, hiện nay thì Hoàng Nam đang có mặt tại Pù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa để bắt đầu chuyến hành trình khám phá của mình. Và việc đầu tiên khi mà tới vùng đất này thì Nam phải tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi, thư giãn sau một cái quá trình hành trình đi lại, di chuyển rất là dài. Và xin chào em. Em có phải là ở Pù Luông Retreat không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Retreat ạ. Thế là từ đây xuống chỗ đó thì có xa không em nhỉ? À, từ đây xuống Pù Luông Retreat là khoảng 50 mét anh ạ. À, có 50 mét thôi. Dạ, vâng gì? Ok, dạ, thế thì mình xuống. Ôi, giúp anh ạ. Dạ, ai, ai lại để em dạ, ở trên này? Dạ, cái dạ, này dạ. Thôi để anh tự làm cho dạ, vâng nhá. Hoặc là em cứ đi phía trước anh, chẳng may cái này nó nặng quá, nó đi xuống dốc, nó đẩy xuống thì anh ngã đi, ngã vào em nhá. Dạ vâng. Tại sao mình lại không làm ô tô đi thẳng vào cổng luôn nhỉ em nhỉ? Thì có phải là do mình muốn giữ cái không khí trong lành và tiếng ồn các thứ nó đỡ bị ảnh hưởng tới cái nơi nghỉ dưỡng ở đây đúng không? Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. À, thì thực ra thì đây là lần đầu tiên anh tới. Trước thì anh chỉ biết qua những cái tấm ảnh ấy thì thấy là ở giữa khu vực đồng lúa thứ rất là đẹp. Em tên là gì nhỉ? Dạ em tên là Chiến anh ạ. Chiến, Chiến năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21 anh ạ. Em đã chọn cho anh một cái phòng nào chưa? Dạ rồi anh ạ. Yeah. Mình sẽ ở phòng 203 anh ạ. 203 dạ, vâng. Nhưng mà tại sao em lại chọn cho anh phòng 203? Dạ phòng 203 bên khu 2 là bên có view đẹp nhất anh ạ. View đẹp nhất ạ? Dạ vâng ạ. À, thế chỗ đây có ấm cúng không? Dạ có ạ. Anh chỉ sợ nó ở một mình một nơi mà nó lạnh lẽo ấy. Anh tối lạnh anh không ngủ được. Đây là bắt đầu vào cổng rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ở đây thì cũng khá là nhiều những cái con đường nhỉ? Thì ví dụ dạ con đường này thì mình sẽ dẫn là đi đâu? À, bên này là đi nhà hàng anh ạ. À, nhà hàng à? Là ở đây là mình vừa ở và nếu mà đói thì có thể tới nhà hàng ăn đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Mình vào lễ tân ạ. Vào lễ tân, ok. Dạ, thì em là người đồng bào gì? Em dân tộc Thái anh ạ. À, em người Thái à? Người ở đây luôn ạ. À, em ở đây luôn? Dạ vâng. À, thì nhà em cách khu này có xa không? Em cách khoảng 2 cây anh ạ. 2 cây? 2 km ạ. Thế dạ, cũng khá gần nhỉ? Dạ vâng ạ. Người Thái thì có giống như người Mông không? Tức là 16, 17 tuổi là lấy chồng rồi ấy. Dạ vâng, ở đây cũng kiểu là cũng lấy chồng sớm ấy ạ. À, vâng. Lấy chồng sớm từ năm bao nhiêu tuổi? À, cũng tầm 17, 18 ạ. 17, 18 tuổi đúng không? Còn 21 tuổi là có khi được 2 đứa con rồi đấy ạ. À? Dạ vâng, nhưng mà ngoại trừ em ra thì vẫn ế anh ạ. À, là em chưa có gia đình đúng không? Dạ vâng, em đang độc thân à? Dạ vâng ạ. À. Kiểu là già làng đấy ạ. 21 tuổi thì già làng gì nữa. Thì như thế thì mình mới đi làm việc và phát triển sự nghiệp nó thoải mái hơn nhỉ? Dạ vâng. Nước này có bị quế thì dạ, làm trà quế hay là nước quế em nhỉ? Dạ anh ơi, đây là trà táo quế ạ. À, dạ vâng ạ. Tức là cái quả táo đỏ đấy đúng không? Táo khô đỏ đun lên với cả một chút hương vị quế. Dạ vâng. Thực ra rất là đều là cái nguyên liệu mà chúng ta khá là quen thuộc thôi, nhưng mà khi mà kết hợp lại thành một cái thức uống mà ở cái khu vực mà toàn thiên nhiên như này thì mình cũng cảm thấy cũng khá là thú vị. Bây giờ em mời anh về nhận phòng ạ. Ok, cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ đi đường nào em nhỉ? Dạ, mình đi theo đường nhà hàng đấy. À, đường nhà hàng à? Vâng. À, anh đỡ cho em với vali đúng không? Ok, cảm ơn anh nhé. Mời anh ạ. Okay, em. Ở đây anh thấy hầu hết những cái nơi nghỉ này đều làm bằng ví dụ như lá cọ này đúng không? Dạ vâng ạ, ở đây hầu hết đều là lá cọ. À, chất liệu là tất cả là từ tự nhiên hết nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế như này thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ phải thay đổi cái mái này một lần ấy nhỉ? Thường là khoảng một năm đều phải thay một lần đấy ạ. Mình đi xuống đằng này đấy ạ. Okay. Vâng. Mặc dù sẽ khá là mất thời gian nhưng mà bù lại là chúng ta sẽ được ở một cái nơi mà tự nhiên nhất, dạ gần gũi với thiên nhiên nhất. Tới đây thì vào mùa gì đẹp nhất em nhỉ?
Theo em thì là mùa xuân anh ạ. Mùa xuân. Dạ vâng. Là bây giờ là đang mùa xuân ở đây đúng không? Dạ vâng ạ. Em đi qua nhà sàn ạ. Nhưng mà anh thấy rằng là những cái khu ruộng bậc thang ấy thì bây giờ là người ta chỉ mới cấy thôi nhỉ? Dạ vâng. Nếu mà vào cái mùa lúa xanh hoặc là lúa chín nó sẽ đẹp hơn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Kiểu bây giờ là họ vừa mới cấy xong thôi ạ. Thế em có phải đi cấy không? Dạ em có chứ ạ. Nhà em vẫn làm ruộng ạ, mình đi đường này ạ. Là thì đi làm ở đây là em chỉ là làm thêm thôi ạ? Dạ vâng ạ. Em chủ yếu là làm thêm, còn em vẫn làm ruộng ở nhà ạ. Em cẩn thận không đưa anh nhầm vào nhà em nhé. Cũng có thể là sẽ nhầm đấy ạ. Ở đây nếu mà không nói mà bỗng nhiên chúng ta xuất hiện ở đây thì sẽ cảm giác như là đang đi lạc vào trong một cái khu rừng nào đấy. Chào em nhé. Những cái cầu này cũng hay nhỉ. Bởi vì thay vì chỉ là một cái cầu thì có cả cái mái tre nữa. Giống như mấy cái cầu ở Chùa Thầy với cả ở Huế. Dạ vâng. Khá là trơn đấy ạ, anh đi cẩn thận đấy. Ôi cũng may mà có cái anh nhân viên cái anh ấy vác giúp anh cái vali nhỉ. Nếu không anh vác hay là em vác thì cũng hơi bị mệt luôn. Dạ vâng. Ở đây sẽ có người để hỗ trợ hành lý anh ạ. Này nhưng mà anh đang thắc mắc nha là ở đây bình thường là 16, 17 tuổi lập gia đình. Còn em 21 tuổi mà chưa lập gia đình và em cũng tự nhận em là già làng ấy. Thì là cái lý do là gì? Là em không tin vào đàn ông, không tin vào tình yêu hay là em chưa tìm được người mà em ưng ý? Chắc là tại... kiểu không có ai yêu anh ạ. Anh chả tin cái lý do ở đấy. Này ạ. Dạ thật đấy ạ, anh nói thật đấy ạ. Nhưng mà thế thì để cứ cho là chứ không ai yêu em đi. Thì bây giờ để làm thế nào để một người khiến em cảm thấy rung động? Thế này thì em chưa gặp nên là em không có biết luôn. Thế bây giờ là lứa tuổi của em đi. Dạ vâng. Lứa tuổi của em thì là em muốn một người bạn đời của mình là khoảng bao nhiêu tuổi? Em 21 thì em thì em thích kiểu là hơn tuổi em đi ạ. Hơn tuổi khoảng 2 đến 3 tuổi đi ạ. 2 đến 3 tuổi á? Dạ vâng ạ. Anh năm nay 24 tuổi. Không biết là có hợp không nhỉ? Dạ em nghĩ là hợp đấy ạ. Hợp ạ. Đây là phòng 203, còn đây là 204 ạ. Đây là phòng 203. Dạ em mở cửa. Cảm tiện ạ. Ôi cha. Mình có dép đi trong phòng anh ạ. Ngay đầu tiên ấn tượng với tôi đó là ngoài ban công là ngoài kia là đang sương mù đang bao phủ. Dạ vâng. Mình cảm giác như kiểu là một cái biển mây ở ngoài đó đấy. Được tranh thủ ngắm biển luôn. Và khi mà mây sương mù tan thì chúng ta lại sẽ ngắm được cảnh ruộng lúa rồi đồng dạ vâng núi đúng không? Dạ vâng. Nó giống như kiểu là một cái gì đấy, một bức tranh nó thay đổi liên tục vậy. Còn đây là một cái ghế sofa mà chúng ta có thể ngồi và đọc sách báo, trò chuyện với nhau. Dạ vâng. Và tất nhiên rồi là ở trong phòng là phải có giường. Giường ở đây thì cái màn đấy to nhỉ em nhỉ? Dạ vâng ạ, đây là màn to anh ạ. Tối nó phải ngủ màn đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu như kiểu ai mà thích tối ngủ mà hít thở không khí tự nhiên ấy, họ mở cửa ra. Dạ thì vâng. Lúc đấy có thể là muỗi, các con côn trùng có thể bay vào. Dạ đúng rồi. Thì ạ. Thì phải dùng cái màn to này đúng không? Dạ vâng. Mà cái màn to này anh nghĩ rằng là nó phủ ra cả ngoài cả cái đệm, ngoài cả cái giường này đúng không? Dạ vâng có anh ạ, phủ cả ngoài luôn ạ. Như thế là để rất là tiện cho mọi người nằm ở đây kiểu có lăn lê bò toài rồi các thứ, nó cũng không sợ chạm vào màn các thứ. Dạ vâng. Yeah. Thế là rất là thoải mái rồi. Và ở ngoài ngoài này là có cả hai cái ghế để nằm chill nữa này. Ôi đẹp thật đấy. Lúc đó ở ngoài kia mình nhìn thấy một lớp sương mù kiểu nó khá là dày, nhưng ra ngoài này phát là bắt đầu nhìn thấy luôn ở dưới rất là mờ mờ là những cái thửa ruộng bậc thang. Này anh thấy là mặc dù lúa nó chưa lên được nhiều ấy, nó mới người ta mới cấy thôi, nhưng mà vẫn có một cái gì đấy đẹp, đó là cái nước ấy là nó phản ánh
nó như kể một tấm gương nó chiếu lại bầu trời ấy nhờ, thì nó cũng sáng lên. Cũng như dưới này là cái bể bơi. Cái bể bơi này mà là nước nóng thì anh nghĩ rằng là tuyệt hảo nhá. Dạ vâng, tiếc là ở đây không có nước nóng anh ạ. Đây là nước suối tự nhiên đấy ạ, bơm từ suối luôn ạ. À thế ạ. Dạ vâng. À, em có hay ra tắm suối không? Dạ em thì hồi nhỏ thì em có hay đi ạ. Nhưng mà bây giờ thì cũng kiểu ngại không đi ạ. Nhưng bây giờ mà ví dụ vào mùa hè mà nóng thì mình vẫn cứ đi chứ nhỉ? Dạ vâng ạ. Thì hôm nay thì em sẽ làm vào ca nào? Dạ hôm nay em làm ca 3 thì phải 21 giờ tối em mới được về ạ. 21 giờ tối à? Dạ vâng. Vậy có nghĩa rằng là tối nay là anh em mình có thể là sẽ gặp nhau. Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Chắc chắn là sẽ gặp ạ. Thì anh muốn mời em bữa cơm tối nay được không? Dạ vâng, tất nhiên là được anh ạ. Vậy thì anh biết là bây giờ anh em mình mới lần đầu gặp nhau như này thì cũng hơi ngại ngùng một chút. Dạ vâng. Thì có lẽ là anh sẽ không làm phiền em nữa. Dạ vâng. Anh cũng sẽ nghỉ ngơi một lát. Dạ vâng. Thì bây giờ cũng chiều rồi, thì có gì tầm tối thì anh em mình sẽ cùng nhau dùng bữa nhé. Dạ vâng, ok anh ạ. Em xin phép ạ, anh nghỉ ngơi ạ. Cảm ơn Chiến nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ anh đưa em ra. Dạ vâng. Các bạn thân mến, khi mà màn đêm buông xuống Phù Luông Retreat thì thời tiết thì có lạnh hơn một chút, nhưng mà ngay cái thời điểm hiện tại thì tôi không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Bởi vì, em có biết bởi vì sao không? Dạ, không ạ. Bởi vì là sau lưng chúng ta là có hai cái bếp lửa. Với cả một phần nữa là có em. Anh cũng thú thực là anh cũng đi khắp nơi để khám phá, tìm hiểu ấy. Thì thường là đi một mình đấy, hoặc là các bạn đồng hành thì tới một cái vùng đất lạ thì vẫn cảm thấy có gì đấy hơi buồn một chút, hơi cô đơn một chút đấy. Nên là khi mà có một những người bạn địa phương mà hướng dẫn mình hay là đồng hành cùng với mình hoặc là ăn uống cùng với mình ấy, thì mình cảm thấy rất là vui đấy. Ngày hôm nay là một ngày như vậy. Thì ngày hôm nay ở đây thì chúng tôi có những món ăn rất là thịnh soạn, đều là những cái món địa phương. À, ví dụ như là cái mẹt này là cá nướng kho mường. Đây là một trong những đặc sản của đồng bào người Thái. Họ sử dụng những cái hương liệu rất là tự nhiên. Ví dụ như hạt dổi, hạt mắc khén này, toàn là từ cây rừng hết. Và cái loại cá này chính là cá dầm xanh. Đấy, được tẩm ướp một cách rất là vừa vặn và nướng. Sau đấy sẽ ăn kèm với rất nhiều những cái loại rau sống, những loại rau thơm khác nhau. Thì riêng người Thái thì anh thấy là trong những dân tộc anh em của Việt Nam thì đồng bào người Thái là sử dụng những cái nguyên liệu tự nhiên để làm gia vị ấy, thì là đúng là bậc thầy luôn nhỉ. Dạ vâng. Ví dụ một món nộm chẳng hạn. Nhưng mà anh đã từng làm với những người Thái là họ đã sử dụng phải hơn một chục loại rau, loại gia vị đấy để họ tẩm ướp vào. Thì anh nói thật luôn là món gì, nguyên liệu gì mà với cái công sức đó, với từng đấy loại gia vị thì cũng ngon hết. Đấy, thì có thể nói rằng người Thái là phù thủy về những cái hương liệu đến từ tự nhiên trong ẩm thực. Và ngoài món cá nướng kho mường ra thì chúng tôi có cả một nồi lẩu. Đây là lẩu vịt. Các bạn biết không, ở khu vực Pù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa thì rất gần đến một địa danh khác, đó chính là Cổ Lũng. Cổ Lũng thì có thể với nhiều bạn còn xa lạ, nhưng mà ở khu vực này từ xa xưa đến bây giờ đã lưu truyền nhau một loại đặc sản tiến vua, đó chính là vịt. Vịt Cổ Lũng thì nó ưa sạch, nó hay sinh sống ở suối đấy, và thịt của nó nó đặc biệt nhất là kích thước của nó không hề to lớn đâu, nhưng mà chính vì vậy mà cái thịt của nó thì khá là thơm và xương nhỏ, có nhiều cái đoạn mà cái xương mà mình cảm giác nó mỏng như giấy luôn ấy. Đấy thì rất nhiều những cái lý do khiến cho vịt Cổ Lũng đã trở thành một cái món đồ tiến vua. Và ngày hôm nay thì không chỉ tiến vua nữa mà là một loại thức ăn dành cho hai anh em mình, đúng không? Đấy, vừa rồi anh là một người xa đến đây mà anh nhận xét về các món ăn ở địa phương, em thấy là anh nói như thế là đã hợp tai em chưa? Dạ rồi ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhỉ? Để cho em lựa chọn trước là chúng ta sẽ thưởng thức món gì trước? Mình thưởng thức món
cá trước đi ạ. Cá trước nhá. Cá được không được ạ? Có vẻ như là em cũng ít khi ăn những cái món mà đưa lên những cái mâm cỗ mà thịnh soạn như này đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Ok, anh đã hiểu rồi, bởi vì khi mà nói chuyện với Chiến thì mình cũng đoán được một chút. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ làm cho em thử một cái cuộn này nhá. Dạ vâng. Cuộn này để xem như nào. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng bánh đa. Đấy. Thì chúng ta sử dụng một tấm thôi thì nó sẽ được nó vừa phải để giữ những cái nguyên liệu ở bên trong, chứ không nếu mà dùng hai cái thì nó sẽ hơi bị dai. Đấy, các bạn thấy là có rất nhiều nguyên liệu này. Xà lách này, dứa thơm này, dưa chuột này, cà rốt này, các loại rau thơm này. Đặc biệt là rau cải nữa thì cái vị của nó sẽ hơi đắng đắng và hăng hăng, nhưng mà sẽ rất là ngon. Anh nghĩ nếu mà cho bún vào nữa thì nó sẽ kiểu là một món ăn có thể no được luôn ấy. Nhưng mà anh nghĩ là để từ từ ạ, em nhé. Dạ vâng. Mình cứ thưởng thức hương vị của cá trước đó. Cái công việc của em thì bình thường là đi chăm lo cho mọi người ở trong khu vực này. Còn thôi, tối hôm nay thì anh xin phép là em cứ ngồi đó và để anh phục vụ. Ủa, có vẻ như là cái này là hơi cho quá nhiều nguyên liệu. Đấy, thì để anh sẽ cố để cho nó nghe lời mình á. Có vẻ như là một cái này thì nó sẽ hơi một cái miếng bánh đa nhỏ nhắn này nó không đủ để bao bọc được số nguyên liệu như này. Thì bây giờ anh sẽ cho thêm một cái nữa nhé. Đây, xin mời em. Dạ, em xin ạ. Thì em phải giữ chặt chặt một tí nhé. Thì ở đây có hai loại nước chấm, để em xem em hợp với loại nào. Để anh ấy em xin phép trước ạ. Xin mời em. Ôi trời. Rất là ngon luôn ạ. Sau khi Chiến thưởng thức trước thì bây giờ mới đến lượt tôi. Và tôi sẽ thử mình sẽ thử đầu tiên là với thịt cá trước khi được gói ghém trong những cái loại rau sống hương liệu khác. Thì mình sẽ ăn để cảm nhận cái vị nguyên bản của nó. Thực ra cái này cũng không phải là nguyên bản đâu, là nó cũng đã được tẩm ướp để nướng rồi. Và mình sẽ thưởng thức xem được vị cá nướng như nào. Anh thấy sao ạ? Công nhận là cái giống cá này được nuôi ở chính những cái nguồn nước từ những cái dòng suối ở Pù Luông. Thịt rất chắc nhờ. Thơm. Và khi mà nướng ấy, thì anh thấy là gia vị không quá nhiều đâu. Gần như là rất ít, chỉ đủ để lấn át những cái vị mà không hay lắm từ cá. Và đặc biệt là ở cái miếng cá này là anh thấy cái vị nướng nó hơi xém xém một chút ấy nhờ. Hoặc là do từ cái hành này, cái hành phi này nó rất là mạnh thì nó khiến cho cái vị nó lại trở nên kiểu cảm giác là ấm, vị ấm rất là phù hợp trong cái thời tiết lạnh như này. Và đặc biệt là khi mà gói ghém với rất nhiều loại rau thì những cái rau này nó có tính lạnh ấy, thì nó sẽ cân bằng được vị. Rất là ngon. Bây giờ mình thử vịt em đi. Vịt này là vịt tiến vua thì hôm nay là sẽ được chúng tôi thưởng thức. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể trở thành những vị vua nếu như tới khu vực này để ăn đặc sản vịt Cổ Lũng. Thấy sao ạ? Trước khi mà anh đưa miếng thịt vịt vào miệng là đầu tiên là phải đi qua cái phần này, thì là cái mùi thơm của
của thịt nó đã lan tỏa rồi, công nhận là cái thịt vịt cổ lũng này thơm thật. Và ăn thì thịt cũng mềm nhờ, càng nhai càng cảm thấy ngọt, nhưng mà nó vẫn có một cái độ dai nhất định để cho chúng ta không cảm giác là nó bị bở. Đấy, tức là chúng ta con vịt này nó cũng chạy nhảy ngoài thiên nhiên cũng nhiều. Dạ vâng. Đấy. Nhưng mà không phải dai đến mức mà nó quá là dai, mà là chứ nó chỉ hơi ra dai ở cái mức chúng ta cảm thấy là đạt được cái độ tốt ở trong ẩm thực. Em có kế hoạch gì về tương lai chưa? Tức là có bây giờ năm nay 21 tuổi nhá, thì tương lai thì em muốn chú trọng tới chuyện gia đình hay là chú trọng tới sự nghiệp, và có một cái mốc nào đó để em cố gắng đạt tới không? Em thì bây giờ kiểu như lúc nãy em nói là già làng rồi, trước tiên nó phải gia đình trước ạ. Tức là mục tiêu gần của em chính là lập gia đình đúng không? Kiểu già làng rồi. Thứ là anh thấy là em cũng có cái sự sốt ruột rồi đấy nhỉ? Kiểu vã lắm rồi ạ. Thực ra thì cũng thấy kiểu nhiều cái rất là nhá, lần đầu tiên anh gặp em nhá thì anh cũng ấn tượng bởi vì em cũng khá là dễ thương, mà em lại bảo là chưa có người yêu đấy, lại còn 21 tuổi thì kiểu ô tại sao lại kiểu mâu thuẫn thế. Và nếu mà như em như này thì chả lẽ gu thẩm mỹ ở khu vực này có vấn đề hay như nào đấy. Nhưng mà anh nghĩ rằng là với một người dễ thương như em thì chắc chắn là trong một tương lai rất gần thôi là em sẽ đạt được kế hoạch. Dạ mục vâng. Tiêu gần của mình đó chính là có gia đình. Dạ vâng, rất mong là như vậy ạ. Sẽ có những người mà tâm lý quan tâm đủ để chăm sóc em. Dạ vâng. Xin mời em. Dạ vâng, mời anh ạ.